Thực tế thì nói đến bệnh về đường hô hấp thì có rất nhiều bệnh, nhưng nhiều người còn chưa được rõ bệnh về đường hô hấp được chia thành những loại bệnh nào ạ? Theo cái định nghĩa của y học hiện đại ạ, câu hỏi đặt xin được phép đặt cho Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương ạ. Một cái câu hỏi rất là rộng, nhưng ở đây thì tôi nghĩ rằng là mình cứ nói là bệnh đường hô hấp, nhưng mà ở đây có về mặt giải phẫu người ta sẽ chia là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Đấy thì mình hiểu thế thôi, còn các loại bệnh hô hấp thì nhiều nhiều lắm đúng không ạ? Vâng, thì đấy thì mình nói là người ta chia đường hô hấp như vậy, đường hô hấp trên tức là từ dưới phần dây hay trở lên thì người ta gọi là đường hô hấp trên, và các bác sĩ phụ trách về những cái bệnh ở đấy là bác sĩ vùng tai mũi họng. Đấy, thế còn từ thanh quản trở xuống phía dưới thì đấy là các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, là các bác sĩ sẽ có nhiệm vụ là chẩn đoán và điều trị cái nhóm bệnh này. Thế và trong cái nhóm bệnh đường hô hấp thì có thể là có cái nhóm bệnh gọi là cấp tính, rồi viêm, rồi nhóm bóng bệnh mãn tính, rồi những cái bệnh lý mà ác tính, thì nó có rất nhiều nhóm trong cái nhóm bệnh lý như vậy. Vâng, thì tóm lại là mình chỉ nhớ là bệnh của đường hô hấp trên và bệnh lý của đường hô hấp dưới. Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương. Thế còn trong quan niệm của Đông y ạ, thì trong Đông y quan niệm bệnh liên quan đến đường hô hấp thì như thế nào ạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Trần Thái Hà? Thực ra thì Đông y và Tây y tuy là hai nền y học khác nhau theo khái niệm, nhưng mà thực chất thì lại đi đến chung một cái đích là con người. Thì với Đông y thì ngành Đông y cũng quan điểm về bệnh lý đường hô hấp, cũng bàn luận sâu đến những cái bệnh lý mà giống như là cái viêm đường hô hấp trên mà vừa rồi Phó giáo sư Phương vừa nói, và sau đó là đến những cái bệnh lý mà theo như Đông y là dẫn truyền vào tạng phế và gây ra những cái chứng bệnh. Thế Thế thì là tương phổi. ứng với phổi đấy. Thế tương ứng với như vậy là trong Tây y có rất nhiều bệnh, ví dụ như viêm đường trên, viêm họng, rồi viêm phế quản, rồi viêm tiểu phế quản, rồi COPD, rồi tâm phế mạn, rồi hen phế quản vân vân chẳng hạn. Thì với từng cái bệnh đấy thì Đông y cũng có những cái phù hợp và những cái tương đồng và chia thể theo từng cái nhóm bệnh như vậy. Thế nhưng tựu chung lại thì Đông y thì vẫn bàn đến hai cái yếu tố, rất là ngoại nhân là các yếu tố ngoại cảm từ phong寒, phong nhiệt xâm nhập vào vệ khí rồi xâm nhập vào phế thì tác động lên gây bệnh. Thế và các yếu tố bên trong thì Đông y quan tâm chủ yếu đến cái ba tạng là phế thì thận, trong đó tỳ khí thì chủ về vận hóa. Thế khi vận hóa không được thì nó làm cho cái đờm ứ trệ và nó phế thận, nó có những cái loạn chức năng tạng phổi, phế chủ về khí giáng xuống mà thận chủ nạp khí, mà trong Đông y hai cái tạng đấy mà khi nó có những cái hoạt động và rối loạn chức năng thì nó sẽ làm khí nghịch lên, dẫn đến những cái chứng ho, khó thở, rồi đờm vân vân. Thì như vậy mà Đông y thì cũng lại chia ra các thuốc về về điều trị, về trừ đờm, rồi thanh nhiệt, giải độc, thanh nhiệt đơn huyết, rồi sơ phong tán hàn, rất phức tạp. Rồi các cái nhóm thuốc kháng sinh thảo mộc như bây giờ chúng mình nói thì lại là nói trên nhìn trên giờ lý y học hiện đại thì cũng chứng minh được rất nhiều tác dụng của thuốc đông y. Và tự chung lại thì chúng tôi thấy rằng là hai nền y học cũng đã gặp nhau và cũng mang lại hiệu quả như vậy. Vâng.